Mà khổ nè, mọi vô. Cái này có tí sạch tế nữa, hết bài luôn. Chà, ít thật đặc biệt. Xin mời cả nhà nha, wow. Hi, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GP khám phá Nhật Bản nha. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi nhà mình có cái gì mới nè. Để mình quay các bạn coi nha. Đây là các bạn ơi, đây là cái tivi mà bữa trước mình mua mình cho Megumi nè. Và bây giờ mình sẽ quay các bạn coi đây. Đó, bạn thấy gì chưa? Đây là cái bộ bàn ghế ăn mình mới mua nè. Đó, thì có đây có cái bộ sofa nè, mà mình tiễn nó đi rồi nha. Tại vì nó bị hư rồi các bạn. Hôm bữa sau mình sẽ mua bộ sofa mới mình đặt ở đây luôn nha. Còn ở đây có bộ bàn ghế ăn nè, đó. Con Megu đang làm gì đây? Đó là sen nè. なるほど. Rồi các bạn ơi, hôm nay Megumi sẽ làm món lẩu sukiyaki nha. Lẩu bò mọi người, lẩu bò kiểu Nhật á. Thì bữa trước các bạn coi clip mà đi đám cưới em gái Megumi á, thì tụi mình có được một cái voucher chọn đồ miễn phí ở trên cái cửa hàng đó đó. Thì Megumi chọn thịt bò về để anh em làm món ăn lẩu bò nha. Đó, thì hôm nay nó đến rồi thì sẵn là mình sẽ ăn mừng là nhà có tivi mới, rửa tivi mới và bộ bàn ghế mới luôn nha. Để coi bây giờ Megumi đang làm gì đây. Nhưng mà nó này giờ tên nổ. Sốt súp. Ok. Ok, bây giờ Megumi đang chuẩn bị làm nước sốt để ăn với lại cái lẩu nha. Nước lẩu á mọi người. Để coi làm cách nào rồi mình sẽ quay lại cái bí quyết cho mọi người coi luôn nha. Đó, ẩm thực Nhật Bản. Nani kore? Soyu. Đây nước tương của Nhật nha mọi người. 5ml. 100ml. Ok, 100ml nước tương Nhật. Soyu. Nice. Mirin. Mirin, ok, đây là rượu ngọt Mirin nha. Ni hạt cứ 200ml rượu ngọt Mirin. Có rượu sake không? Sake quá. Hôm nay Megumi sẽ làm rất là đơn giản nha, chứ không có màu mè giống như ngoài cửa hàng. Sẽ đun sôi cái đó lên. Đun sôi lên xong rồi mình sẽ cho soju vô. これ là gì? Soju, saki, これ là この中入れたやつ. Đây là cái chai nước soju của Nhật đây nè. Đó. Kikkoman. Còn đây là chai mirin, là chai rượu ngọt. Đó. Thì hôm nay mình sẽ cho hai cái loại này vô với lại đường vào. Thì nó sẽ làm cho cái vị ngọt, tạo vị ngọt, tạo cái súp của cái món ăn lẩu bò này nha mọi người. Thì lẩu bò này sẽ ăn kèm với lại rau mà Megumi đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Đó, đây bao gồm có đậu hũ nè, rồi cái gì đây, nấm nè, hành nè, với lại cải thảo nè. Đó, đây có một tí bún của khoai mỡ đó. Đó, bún làm từ khoai mỡ mọi người. Ok. Và đây cái nồi chút xíu nữa mình sẽ nấu xong mình bỏ vào đây nha. Và thịt bò mình đang để trong tủ lạnh rồi, xíu mình quay cho các bạn coi nha. Rồi các bạn ơi, sau một hồi nước nó sôi rồi nè. Đó, đây con Megumi làm gì đây. Đợi mình sẽ nấu cái rượu ngọt nó sôi lên rồi mình sẽ cho soju vô. Soju là nước tương Nhật vô. Xong rồi cho đường vô. Đồ nấu vừa đấy. Sato. Có nghĩa là mình sẽ cho theo cái vị mình ăn á, nhiều ít thì tùy mình nha. Mega skin là gì vậy?
2 muỗng đường hả? Khoảng 2 muỗng rưỡi đường vào cho nó ngọt ngọt nha. Thì cái lẩu này thì nó cũng ăn nó ngọt ngọt đó mọi người. Rồi đun đun sôi lên cái nữa. Một cái phần tốt xin nữa. Giờ mình sẽ quậy đều ra. Thì nói chung là có nhiều người có nhiều bí quyết khác nhau. Thì hôm nay nhà mình làm ăn đơn giản thôi nha mọi người, không có màu mè. Đó thì đơn giản vậy thôi. Tất cả mọi người ai cũng đều có thể làm món lẩu sukiyaki hết nha. Ok. Ở đây các bạn ơi, đây là cái hộp thịt mà bữa trước mình đặt ở trên mạng, bây giờ người ta gửi đến cho mình nè. Đó, hôm mà cái voucher mà được đi ăn đám cưới về người ta cho á, thì sẵn nay mình đặt thịt về, nay thì Megu đập hộp ra coi coi bên trong là thịt bò thế nào nha. Bò này bò gì nha. Megu. Akete. Mano gyu niku. Kobe. え? クロベ和牛。え?クロベ和牛。あ、そうなの?和牛なんだ。和牛です。確かそう。日本の?日本の。そうなんだ。ま、日本と言ったらみたいな。ああ。和牛ってどこの辺あるの?関東?どこだろう。わお。何?こう、ギャイ、カムアンギーなな。 giấy nó kêu là cách bảo quản mọi người. Đó, đập hộp thịt bò. Hiểu không? Wow. Nói cái tên nó. À, một khai sao mà mày. À. Ok. Wow. Wow. 250g. Các bạn thấy ngon không? Hấp dẫn chưa? Miyazaki đặc biệt. Miyazaki. Miyazaki. À, tỉnh Miyazaki. Miyazaki. Suka. Tỉnh Miyazaki. Bò Wagyu, bò của Nhật nha mọi người. Wow, rồi hôm nay mình sẽ cùng mọi người thưởng thức phần bò này nha. Phần bò này bây giờ mua cũng mắc lắm á mọi người, không có rẻ đâu nha. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Hi, xin chào tất cả bạn nha. Thì sau một hồi thì hai vợ chồng mình đó thì cũng đã chuẩn bị xong cái món bò Wagyu nào đó, Wagyu của tỉnh Miyazaki. Của tỉnh Miyazaki kèm nha. Đó, và đây là đồ ăn kèm nãy mình quay các bạn coi nè. Rau, đây có cái phần bún nè. Thì đây nó có một cái nước nè, nước dùng hồi nãy Megu làm nè. Đó. Đó trên bàn mình thì ở đây có cái trứng gà sống. Thì mình không biết làm cái gì thì chút xíu nữa Megu sẽ làm mọi người coi nha. Thì đây có hai ly rượu nha. Đó. Ôi, bây giờ cách làm thế nào? Được. Lấy tiền. Cảm ơn. Juicy. Đây, cái bịch này là giống như bịch mỡ bò để ăn chung với lại cái loại lẩu này nè. Thì bây giờ mình sẽ bỏ loại mỡ này vô trước cho các bạn coi nha. Đây là cái nồi lẩu của mình đây. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ cái dầu mỡ này vô nè các bạn. Vô cái nồi lẩu nha cho nó chảy ra. Ok. Xong rồi mình sẽ cho hành vô nha. Dêm bưởi đi chá. Bò hấp dẫn quá. Đây là cái cách làm món lẩu sukiyaki của Nhật Bản nha mọi người. Nói chung là gia đình mình ăn rất là đơn giản thôi, không có màu mè nha.
ai mà kiểu như là thích ăn những cái món của Nhật thì có thể làm món này cho gia đình mình ăn nha. Thường thường lẩu bên Việt Nam là người ta sẽ cho nước dùng vô, xong rồi người ta sẽ cho thịt thà, rau cỏ vô. Còn bên đây lẩu của Nhật thì loại sukiyaki này thì người ta sẽ chiên hành với lại thịt bò lên trước cho nó khét, cho nó cháy vàng lên là đẹp, là ok. Thêm mình sẽ cho cái thịt bò vô nha. Hấp dẫn quá. Ơi. Thì hôm nay con bé con Lily nhà mình nay nó ngủ sớm rồi, nay hai vợ chồng mình làm hơi trễ nên là cho nó ăn sớm, nó ngủ sớm rồi mọi người. Chút xíu nữa nó có dậy thì nó đói nó ăn tiếp nha. Rồi bây giờ Megumi sẽ lấy hết hành ra nha mọi người, lấy hành ra để chuẩn bị nướng thịt bò nha. Đó. Đó, có nhiều bạn cứ kêu mình hãy quay ẩm thực Nhật Bản, thì hôm nay mình sẽ làm bạn coi món của Nhật Bản nha. Thèm quá. Và thời gian này mình sẽ rót rượu vô ly đi. Wow, hồng hồng đẹp quá. Rồi sau khi mình sáng mở hành xong rồi, bây giờ Megumi sẽ làm tiếp. See you anh. Giờ Megumi sẽ nướng chiên cái thịt bò này lên nha mọi người. Hấp dẫn quá. Đi nè. Đó, mình sẽ cho hết thịt bò vô giống vậy nè mọi người. Đó, làm cho nó chiên cho nó vàng lên. Với mình nướng á mọi người, áp chảo á. Nhìn thấy bò miếng tươi đỏ đã không? Miếng này ăn sống được luôn mọi người. Còn năm anh đi mua tờ đi. Megu nói cái này mình ăn sống cũng được luôn, cầm miếng này ăn cũng được không sao mọi người. Wow, nhìn đúng là hấp dẫn quá. Con nuôi đã đi nữa. Có nghĩa là mình sẽ chiên cho nó tái lên. Xong mình sẽ gấp ra cái dĩa, chút xíu nữa mình lại bỏ vô trong cái nồi lẩu. Đó, đó là cách ăn của người Nhật nha. Đó, các bạn nhớ lưu ý nha. Mình đi lần đầu mình ăn thì mình vừa ăn vừa học hỏi. Nói chung là mình đi ra ngoài tiệm mình ăn thì thấy người ta bỏ vô trong cái lẩu á, bỏ hết cho ăn luôn. Còn bây giờ về nhà thì quay video thì làm nó bài bản tí. Có thể có nhiều cái sai sót thì ai mà biết cách ăn đúng thì có thể comment chỉ tụi mình với nha. Đó, Megu chiên bò áp chảo cho nó tái lại xong rồi gấp ra dĩa. Nhìn hấp dẫn quá mọi người. Cho một chút ít nước sốt lên bò nãy để cho nó ngấm vô, ngấm cho cái vị nó ăn nó ngọt ngọt, ngon ngon, nó đậm đà. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau vô nha mọi người. Wow, cho cải thảo vô nè, đậu hũ nè, rồi với lại nấm nè. Đó, cho các loại nấm vô. Thơm quá mọi người ơi. Đi nhiều quá chưa nè. Xong rồi mình sẽ cho cái hành mà nãy mình thắng lên á, mở hành á. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước sốt, nước lèo, nước dùng hồi nãy á, nước dùng là soju á. Wow. Cho cái loại bún làm từ khoai mỡ vô. Ăn cơm chung với cơm này hoặc là ăn chung với mì udon nha mọi người.
giận quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vô nha. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho thịt bò vô. Đó, hôm nay đầu bếp Megumi làm các bạn thấy hấp dẫn chưa? Rồi đây các bạn ơi, bây giờ mình đã bỏ hết mọi thứ vào trong cái nồi lẩu rồi nè. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và chờ nó sôi lên nha. Ok, hiểu. Thì trong lúc đợi nó sôi thì bây giờ mình sẽ hỏi Megumi cái trứng gà làm cái gì? Nên là mình sẽ gấp đồ ăn trong đây, mình sẽ chấm cho trứng gà sống rồi mình sẽ ăn. Đó, này nước này là đồ ăn đang sôi, mình sẽ chấm cho mình ăn nha. Rồi, ok, đi vô. Ê, Hai. Giêng bữa. Ừ. Giêng bữa chờ. Giêng bữa chờ. これだけでいいの？それ混ぜるの。OK, mình đã cho lòng trứng trắng, cho cả trứng gà vào rồi trong cái chén này nha. OK, chút xíu mình sẽ chỉ các bạn cách ăn món này nha. OK. Rồi bây giờ trong lúc đợi nó sôi mình vô một cái đi. Hai. Một, hai, ba, giờ. Rồi bắt đầu bật nắp lên thôi. Được rồi. Điều. Wow, hấp dẫn quá. Chà, tamago. Mazi mazi. À, mazi. これ取って mazi. Mazi cho tiền. Rồi. Rồi mình sẽ quậy cái trứng này cho nó đều lên nha. だったら、うん、こう、はい、温めてみて、はい、いただきますよ。あ、ピアンは、ピアンは、いただきます。しゃぶしゃぶして、うん。でもタパ、うん。Ngon. Ngon quá. Ngon. Rồi bây giờ tới được mình nha. Trước Megumi đây. Đó, thử miếng bò wagyu nè. Thêm miếng hành nữa. Đây xin mời các bạn nha. Bò với miếng hành đây. Đó, mình sẽ lăn qua trứng. Trứng gà sống nè. Rồi, xin mời mọi người nha. Amai. Oi xì. Bò nó mềm mềm. Ăn cái lẩu này cái vị nó ngọt ngọt. Ngon lắm, trứng cũng có tanh nữa. Chà, xin nghĩ tập biệt tệ. Ai, ăn cái tổng của mày nữa. Dạ, cô đây tập biệt tệ cả tổ ưu đoan tập biệt tệ. Rồi bây giờ các bạn coi Megumi sẽ ăn cho các bạn coi đây. Đó. Giờ. Đó, sẽ nhúng vô trứng nè. Wow. Ngon. Nói chung là cũng ngon lắm mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy chấm cho trứng nó vậy chứ không có tanh gì hết nha. Rất là ngon luôn nha. Wow. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn kèm cái lẩu này với lại mì udon nha. Đó, mì udon nè. Cô nó mây đi chật. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mì udon vô nha mọi người. Các bạn có thể ăn cái này ăn chung với cơm cũng được nữa. Thì hôm nay mình sẽ ăn với mì udon nha. Dễ vị lắm. Wow.
khi phải chia tay. Hấp dẫn quá. Rồi, xin mời tất cả các bạn thêm một miếng bò nữa nha. Trời ơi, nó bay hấp dẫn như kìa. Ôi, đây chấm. Ôi. Chấm như cái trứng nè mọi người. Rồi. Mời các bạn nha. Làm miếng đậu hũ nữa. For you, tại vì tớ không có lần biết sao không bỏ nó tái, nó đang nóng mọi người, giống như trứng nữa, nó vừa ăn luôn. Là miếng nấm nha. Ngon không? Ôi xin. Ngon ba. Thái cô. Còn miếng nấm à. Vô. Hãy vô vô miếng nấm. Làm miếng đổ vô. Trên cả tuyệt vời. 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 Quá đã. Quá đã. Quá đã. Sai cổ. Kimochi. Quá đã. Hoài xôi rồi. Bây giờ mình sẽ làm miếng udon với nhau mọi người. Udon tại cái gì? Đó. Wow, đây là mì udon đây mọi người ơi. Mì udon nè, xong rồi mình sẽ cho miếng thịt bò nè. Để mình cho miếng nấm bắp thảo qua đó. Bắp cải thảo nè, bỏ vô. Thịt bò đây, thêm miếng to to đi. Đó, bò nhúng như trứng nè. Đó, bỏ vô. Tiếp theo đây miếng nấm nè, đó nhúng vô trứng, bỏ vô. Tiếp theo đậu hũ, đậu hũ nè, bỏ vô. Cái này có tí sa tế nè, hết bài luôn. Chà, itadakimasu. Xin mời cả nhà nha. Wow. Đúng ra là phải nhúng vô trong trứng ăn đó mọi người. Mà mình ăn theo kiểu của mình. Quá tuyệt vời. Mọi người có cơ hội thì nên làm thử món này ăn nha. Mấy cái soju mirin này bây giờ, mấy cái rượu sake hay là soju của Nhật á, nước tương của Nhật á, bên Việt Nam này bán cũng nhiều mà. Rồi Ion á, Ion á, bán nhiều lắm mọi người. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình đã làm cho các bạn coi cái món lẩu sukiyaki của Nhật rồi nha. Thì nói chung là thịt bò rất là ngon luôn, lẩu ăn cũng quá ngon luôn, quá tuyệt vời luôn.
Arigato. Đó thì hôm nay vợ mình đã nấu cho mình ăn được ngon lắm rồi. Các bạn ơi, thì hôm nay mình ăn mừng cái bàn ghế mới với lại TV mới nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình rất là nhiều nha. Các bạn cảm thấy video thú vị, hãy cho tụi mình xin một like, đăng ký và chia sẻ video này giúp tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha. Các bạn nhớ thử làm món này ăn thử đi nha, rất là ngon luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.